Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dự Khảo một lần nữa nè mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem sơ qua sơ đồ của cao thủ đường môn Chí Dũng nha nè. Ngày hôm nay thì nhìn sơ qua thì cao thủ này đánh cũng được khá chuẩn nè mọi người. Với có cho mình là top 7, 87k, 846 điểm và 283 mạng. Giết được một sơ 38 và tử vong 54 lần. Và liên chạm 35. Đường môn đánh lên như thế này quá dữ rồi nè mọi người. Quá khét nè. Rồi, anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của cao thủ này thử như thế nào nha. Đầu tiên thấy vào cái phi phong, có phi phong là thấy đẹp trai rồi nè mà. Cứ có phi phong là có kiểu này vốn có một cốc mà thấy lần đàm đã nhức nách rồi. Ok, anh em cùng xem sơ qua thì đầu tiên chúng ta thấy thì hiện tại Chí Dũng đang có cho mình một phi phong của đang một cấp. Đó, kèm với cái nhắc kỹ trên người nữa là hạt này đang khẳng định là có hai cái năng vốn có nha nè. Hai cái năng vốn có. Và tiếp theo đó là một cái nỏ, sát thương 43. Quá đẹp. Một cái nỏ sát thương 43 điểm và 71%. Nó này thì đường môn đánh tống kim thì đặt móc như thế này. Cánh phi tóc lệnh bài thì đặt móc 201 như thế này. Đánh khá chắc luôn. Sử cho mình một dây chuyền kháng băng 15, nội lực 109. Một cái áo phục hồi 40 kháng băng 21 và sinh lực 109. Một cái nón hợp kim sinh lực 1 lực. Và có cho mình là 21 kháng độc, sinh lực 89 và nội lực 109. Đi kèm ở đây là một cái nhẫn hỏ, một mũi nhẫn kháng hỏa 25 dòng 2, sinh khí 8, sinh lực 73. Một đôi giày tóc 27 kháng hỏa 25, sinh lực 95 và chống 30. Thì cái này thì kích được cả hai dòng nha nè. Nón kim thì vũ khí kim thì kích được nha mọi người. Rồi bao tay làm chạm 40, nhập bội thân pháp 9, một đôi lưng làm chạm 40. Một nhẫn không băng thì dòng độc. Thì tính sơ qua thì này đang có cho mình là 80 làm chậm nha mọi người. 80 làm chậm từ bao tay và đai lưng. Và hiệu ứng chón thì có cho mình từ đôi dây, đó là được chón 30. Rồi gắn hỏi thì khá là cao, 21 gắn hỏi 25, quá chất luôn. Đánh giá sơ qua thì chúng ta thấy cái nỏ này quá pin nè mày. Nỏ này thiệt sự đánh đường bồn quá chất lượng luôn. Có thêm dòng nội lực nữa, quá đẹp luôn. Nỏ này mà thêm dòng tóc 20 nữa là ôi xôi ôi luôn nè. Đúng không? Đúng không nè? Rồi, dây chuyền kháng băng. Nói chung đỡ tổng thở sơ qua thì xếp đồ này thì Khải đánh giá thì cái vũ khí này cũng đầm giá khoảng tầm 7 cho đến 10 kim. Rồi cái nón này hợp kim sinh lực nội lực cao thì Khải nghĩ cái nón này cũng vài trăm xu. Cao lắm là 1 kim. Cái áo phục hồi 40 kháng băng 21 sinh lực cao. Áo này bèo lắm cũng được 4 cho đến 5 kim nữa. Nếu mà đỡ mua thì Khải nghĩ áo này của nó cũng rất có giá. Kháng băng cao và sinh lực cao dành cho đường môn quá đẹp. Giá chuyền thì lấy kháng băng và nội lực thì Khải nghĩ giá chuyền này nó cũng khá rẻ, vài trăm xu đến 500 xu là cùng. Rồi tiếp tục đánh một bao tay làm 140 sinh lực 1 lực, bao tay ẩn một thì đầu server thì một bao tay khoảng tầm 5 cho đến 7 kim. Và tầm này chắc nửa giá này mà, tầm này so về giá hiện tại thì khoảng nửa giá. Và đá lưng này cũng vậy, đầu server thì khá là cao, 4-5 kim gì đó, nhưng mà tầm này khoảng nửa giá này mà. Ở 28-80%. Nhẫn này Khải đánh giá khá là đẹp nè, cắn họ 25. Tuy rằng không có chón cho thêm cái này hiệu ứng chón nữa, đặt móc 40 chón trở lên là đẹp nữa. Nhẫn này Khải nghĩ trong hơn 1 kim này mà, 1 cho đến 2 kim. Đôi giày này kháng hỏa cũng khá tốt, sinh lực một lực, sinh lực chón chứ cũng ok nè, kết cả dòng chón nữa. Tóc hơi chậm thôi, cái này mà tóc cao cao thế nữa đẹp. Đôi giày này chắc mua một vài kim nè. Nhẫn này 10-30 thì cũng rẻ này. Nhẫn này Khải thấy nó cũng khá bình thường. Ngọc bội này cũng khá bình thường, thân pháp 9 không có gì hết, sinh lực lực thôi. Với một set đồ khá tương đối đẹp thì đường môn Chí Dũng ngày hôm nay cũng đã có cho mình một cái điểm chỉ số khá tốt. Với hai kỹ năng cũng có thì trên người anh ta đánh khá chất lượng này mà. Với đường môn như thế này cứ kẹp rào kẹp tường 3 giờ 9 giờ kẹp chai kẹp lọ đánh đặt đó, đánh giỏng là ok luôn em ơi. Cứ kẹp chai kẹp lọ mà đánh thôi. Chung với sơ đồ này cũng sơ đồ tầm trung em ơi, cũng không phải là quá VIP. Chung tầm này sơ đồ tím mà đang là hiện tại là đều đồ xanh. Như thế này gọi là tầm trung đủ bậc ca nha em. Tổng sơ đồ này Khải nghĩ cũng trên dưới cũng hơn 1 triệu em ơi. Khoảng hơn 15 cho đến 16 kim. Hơn 1 triệu. Đắt nhất vẫn là cái nỏ và cái áo đó. Rồi, anh em theo dõi video này thì đừng quên để lại cho cao thủ Chí Dũng một like chia sẻ ủng hộ cho nữa mọi. Và kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Nhớ like chia sẻ ủng hộ cao thủ Chí Dũng đường môn này nha anh em.